Hello, Nhân xin chào cả nhà mình nha. Hiện tại là Nhân đang ở tỉnh lộ 10. Thì Nhân đi từ ở dưới thị trấn Đức Hòa, Nhân chạy thẳng đường tỉnh lộ 10. Nhân tới cầu Bà Lát thì rẽ tay phải đi vào đường Vườn Thơm. Thì hôm nay là Nhân chủ yếu đang quay video này để giới thiệu cho cả nhà mình một dự án mới nằm tại huyện Bình Chánh của mình. Nếu như mình ở Sài Gòn mình chạy xuống thì mình vừa qua cầu Bà Lát mình rẽ tay trái và cũng sẽ đi vào cái đường Vườn Thơm này. Đường Vườn Thơm này hiện tại là với cái lộ giới là 12 m và đường đã hiện hữu rồi. Thì như cả nhà mình để ý hai bên những cái căn nhà hiện tại người dân đang ở là hầu như luôn là những cái mẫu nhà nó hơi hơi cổ kính, hơi xưa một chút xíu. Tại vì là cái khu vực này thì người dân đã về ở đây rất là đông rồi. Và cái khu vực này là hầu như là không có dự án luôn những nhà, chỉ có riêng cái dự án này thôi, hầu như là không có một cái dự án nào khác nằm ở cái khu vực này. Ở cái đường Vườn Thơm này thì có một cái tuyến xe buýt chạy từ chạy ngang cái đường Vườn Thơm này và chạy thẳng lên quận Nhất luôn, chạy lên trung tâm Sài Gòn, cho nên là khi mà cả nhà mình mua ở đây thì cũng rất là tiện lợi. Chỉ cần mình lên Sài Gòn thì ví dụ như mình làm biếng chạy xe máy thì mình có thể là bắt xe buýt mình chạy thẳng lên đó luôn. Phía trước màn hình của cái nhà mình bên tay trái đó mình thấy đó, chiếc xe buýt ở cái nhà mình thấy có một cái ngôi chùa đó bên tay trái bên màn hình, thì đó được gọi là chùa Phật Cô Đơn. Thì chùa Phật Cô Đơn là một cái ngôi chùa cũng khá là nổi tiếng ở đường Trần Văn Mười của huyện Bình Chánh mình, thì hầu như nói là ai cũng đều biết hết cái ngôi chùa này. Nhưng mà hiện tại là ngôi chùa đã được thay đổi hầu như là khoảng 90% rồi. Tại vì hôm bữa là Nhân chạy vào đó thì khi mà chạy vào thì Nhân nhìn là Nhân Nhân giật mình luôn, tức là nó khác hoàn toàn, không có giống như ngày xưa. Ngày xưa thì tượng Phật rất là nhiều, nhưng mà hôm nay là xuống là hầu như là còn chỉ một vài cái tượng Phật thôi. Nó cả nhà mình chỉ cần nếu mà đi rồi đi lại là sẽ giật mình liền. Rồi từ ở ngoài đường tỉnh là 10 mình chạy thẳng đường Vườn Thơm thì bên tay trái mình gặp ngôi chùa Phật Cô Đơn, thì mình nhìn bên tay phải có một con đường là mình chạy thẳng vào. Từ ngoài đường Vườn Thơm mình chạy thẳng vào khoảng 200 m là sẽ tới dự án. Bên tay trái của mình là những cái người dân trồng mai rất là nhiều nha cả nhà. Bên tay phải là một cái bãi tập kết xe cho những cái người mà người ta tập lái xong người ta gửi ở đó. Còn Nhân nói lại bên tay trái, tức là cái khu vực này gọi là khu vực trồng mai, tức là người ta kinh doanh mai và người ta trồng mai rất là nhiều để mà bán vào những cái dịp Tết. Còn bây giờ là mình đang ở dự án của mình rồi nha cả nhà. Dự án của mình thì chủ đầu tư là công ty Phú Nhuận Land, và Nhân đang chạy ở cái đường này là đường chính, trục đường chính này thì nó có một cái bờ kênh, nó nhìn rất là thoáng mát ha. Về cái lộ giới trong dự án mình thì cái đường trục chính mà Nhân đang chạy là nó 15 m, còn những cái trục đường nhánh, những cái trục đường xương sống nằm ở trong thì nó rơi vào tầm khoảng 12 m. Tổng dự án của mình là rơi vào tầm gần 300 lô đất, với cái những cái diện tích chẳng hạn như là nhỏ nhất trong dự án của mình thì nó rơi vào tầm khoảng 5-15, và những cái diện tích khác như là 5-16, 5-17, 5-18, 5-19 và 5-20. Còn mình muốn mua những cái lô lớn hơn thì mình sẽ mua những cái lô gốc. Những lô gốc thì với cái diện tích tầm khoảng ngang 8, ngang 9 và ngang 10 và 20. Nói chung là về cái phần diện tích thì hầu như là có đầy đủ diện tích cho cả nhà mình lựa chọn. Về cái phần giá cả mình tính mét vuông thì nó khoảng 19 triệu một mét vuông. Còn cái lô mà nhỏ nhất, cái giá nhỏ nhất trong cái dự án của mình rơi vào 1,4 tỷ một lô. Và về cái hình thức thanh toán thì cả nhà mình sẽ có nhiều hình thức. Thứ nhất là mình sẽ trả 35%, thứ hai là mình trả 50%, và thứ ba là 95%. Nếu như mình trả 35% thì mình sẽ được chiết khấu là 20 triệu trên một lô. Còn mình trả 50% mình được chiết khấu là một cây vàng SCC, tức là 10 chỉ vàng. Còn nếu như mình trả 95% mình sẽ được chiết khấu 6% trên tổng giá trị của một cái hợp đồng mua bán. Tức là nếu như mình mua lô 1 tỷ thì mình sẽ được chiết khấu là 60 triệu.
Còn nếu như mình mua lô 2 tỷ là được chiết khấu 120 triệu nha cả nhà. Về cái hình thức, nếu như mình trả 35 và 50% thì cái phần tiền còn lại mình sẽ chia đều qua cho 20 đợt đóng. 20 đợt đóng này thì bên chủ đầu tư sẽ cho cả nhà mình 2 tháng mình mới đóng một lần, chứ không cần là mỗi tháng mình đóng một lần nha. 2 tháng mình đóng một lần nó sẽ rất là tiện cho cả nhà mình, để mình có thể là tích lũy được cái tài chính của mình, để mà mình gọi là thong thả để mình trả cho chủ đầu tư. Bây giờ là Nhân đã chạy ra tỉnh lộ 10 lại rồi, và mình vẹo tay phải, mình chạy đường tỉnh lộ 10 và mình chạy thẳng về cái hướng Sài Gòn thôi nha cả nhà. Về cái đất nền dự án tại huyện Bình Chánh á, thì khi mình nói ra thì nó thật sự mà nói là gọi là phản cảm. Tại vì ở Bình Chánh hầu như là về cái báo chí đó, rất là nhiều báo chí viết về Bình Chánh là cái đất nền của người dân thì mình không nói như cả nhà, nhưng mà đất nền riêng về dự án thì hầu như là toàn là giấy tờ tay thứ nhất, và thứ hai là hầu như là chủ đầu tư những cái công ty toàn là lừa đảo hết. Cho nên là khi mà bán đất ở huyện Bình Chánh á, thì về cái phần pháp lý, về cái phần tư vấn á, thì cũng khá là khó cho những người sale, những người bán hàng như là Nhân hoặc là các bạn khác. Thì riêng về cái dự án này là bên chủ đầu tư công ty Phú Nhuận Land đã xin được chủ trương phê duyệt của nhà nước là chấp thuận cho làm cái dự án này thứ nhất, và thứ hai là đã duyệt 1/500 cho chủ đầu tư Phú Nhuận Land rồi. Thì Nhân lấy một cái ví dụ, hồi bây giờ là không có được nha cả nhà, bây giờ là hiện tại là đã gọi là cách ly phòng chống dịch rồi, cho nên là bên chủ đầu tư cũng ngưng, không có cho dẫn khách nữa. Nhưng mà hồi trước những cái ngày bán tập trung là ngày thứ năm và ngày chủ nhật á, thì bên công an xã họ cũng có xuống đó để mà giúp cho công ty, tức là mình giữ an ninh về cái phần trật tự tại cái khu vực đó. Đó, cho nên là khi mà mình mua cái dự án này thì mình rất là an tâm rồi. Ví dụ như cả nhà mình muốn tham quan dự án này thì cứ gọi cho Nhân. Còn nếu như về cái phần pháp lý thì Nhân sẽ đưa ra cho cả nhà mình xem, cả nhà mình an tâm. Còn nếu như mình không an tâm nữa thì có thể là cùng Nhân, và Nhân sẽ Nhân với anh chị cô chú cầm những cái giấy tờ, những cái pháp lý của dự án này đi lên xã để hỏi trên xã luôn, thì xem dự án này là đã thật sự được phê duyệt chưa, được nhà nước chấp thuận làm hay chưa. Và một cái phần mà rất là rõ ràng, tức là nếu như mà những cái dự án khác đó mà chỉ cần mà mình chưa có xin được 1/500, chưa được chủ trương phê duyệt của nhà nước mà mình xẻ cái đường thôi, là bên nhà nước họ sẽ can thiệp liền, họ sẽ xuống là giải tỏa liền. Nó còn riêng về cái dự án của mình là bây giờ là công ty đã xẻ đường rồi và đổ đá chuẩn bị làm nhựa luôn rồi. Nó cho nên là đó là một cái phần mà Nhân nói ra để cho cả nhà mình an tâm khi mà mua cái dự án này. Rồi thì nãy giờ là một số thông tin Nhân gửi đến cho cả nhà mình. Nếu như mà cả nhà mình cần thêm thông tin gì đó, hoặc là muốn đi xem dự án thì cứ gọi cho Nhân, số điện thoại là 0909 117 880, hoặc là kết bạn Zalo với Nhân để mình trao đổi thêm về những cái vấn đề pháp lý, về vị trí và những cái giá cả tại dự án này. Rồi bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.